Xin chào các em, chào mừng các em quay trở lại với channel Leo Leo Kids. Leo ngày hôm nay có một thử thách cực kỳ hay ho dành cho các em đây. Hôm nay chị Leo sẽ trở thành nhà ảo thuật. Nào, các em đã sẵn sàng với những thử thách ở phía trước cùng với ảo thuật gia Leo chưa? Màn ảo thuật đầu tiên đó chính là bình nước thần kỳ. Các em ơi, em có tin rằng nước ở trong bình này sẽ không bị chảy ra ngoài như thế này? Khi mà chị Leo dốc ngược bình xuống như thế này không? Rất khó tin phải không? Nhưng mà chị Leo đã có cách đấy, em hãy cùng xem nhé. Để thực hiện màn ảo thuật này, chúng ta sẽ cần những nguyên liệu sau: một bình thủy tinh, a bottle, nước, water, một tấm giấy nhỏ, a piece of paper. Đầu tiên, các em hãy cùng với chị đổ một ít nước vào bình này nhé. Nào, chúng ta sẽ đổ một ít thôi, chúng ta đừng đổ nhiều quá nhé. Đây, chị Leo đã đổ nước xong rồi. Bước thứ hai, các em hãy sử dụng tờ giấy mà lúc nãy mình đã chuẩn bị. Chúng ta sẽ úp tờ giấy lên miệng của cái bình thủy tinh này. Sau đó, dốc ngược bình xuống. Nhớ là khi dốc ngược, tay các em phải giữ tờ giấy trên miệng bình nhé. Như này. Và bây giờ, điều kỳ diệu sẽ xảy ra đây các em ơi, đến với chị nào. 1, 2, 3. Wow, sao các em thấy không? Nước trong bình đất không bị chảy ra ngoài. Wow, tuyệt vời quá, ôi tay chị Leo đang run quá này. Trời ơi, wow. Yeah, chúng ta thành công với thử thách này rồi. Bình nước thần kỳ. Yeah, chị Leo đung đưa thoải mái, không bị nước trong bình rơi ra luôn. Wow, tuyệt vời quá. Làm thế nào để giữ tuyết kem ở trên tờ tiền này? Nguyên liệu cho màn ảo thuật này sẽ là hai cái cốc có độ cao bằng nhau, 2 glasses, một tờ tiền giấy, ở đây chị Leo có tờ 5.000 đồng, 5.000 đồng, một vật có sức nặng, ví dụ như ở đây chị Leo có một tuyết kem, a tube of hand cream. Đầu tiên chúng ta hãy sử dụng hai chiếc cốc có độ cao bằng nhau như thế này, úp xuống để làm chân cầu nhé. Rồi, thế bây giờ thì cây cầu làm thế nào để có thể chắc chắn hơn đây? Như lúc nãy thì chị Leo đặt cây cầu như thế này, đúng không? Cây cầu bằng tiền giấy của chúng ta như thế này và đặt tuyết kem lên trên, thì tuyết kem luôn luôn bị rơi bởi vì là tuyết kem này rất là nặng. Vậy bây giờ làm thế nào để cho một cái tờ tiền giấy mỏng như thế này lại có thể trở nên cứng cáp hơn và đỡ được cái tuyết kem nặng này? Câu trả lời chính là đây. Nào, bây giờ các em hãy cùng gấp theo chị nhé. Chúng ta hãy gấp đồng tiền này theo cách chúng ta gấp cái chiếc quạt giấy như thế này. Đó, các em thấy cách gấp này quen thuộc không? Đây chính là cách gấp chiếc quạt giấy bình thường chúng ta hay gấp đấy. Hãy nhớ là chúng ta gấp những cái đường này nó mảnh không? Dày, mảnh và đều nhau nhé. Và chúng ta sẽ vuốt thật là mạnh. Vậy là chúng ta đã có một cây cầu ở đây rồi, các em nhìn thấy không? Đây, đây chính là cây cầu mới. Và chúng ta sẽ bắt cây cầu ở lên chân cầu nhé. Như thế này. Nào, bây giờ sẽ là thời khắc của sự thật đây. Không biết là cái tuyết kem nặng này có thể đứng vững ở trên cây cầu này không? Nào, các em hãy cùng đếm cùng với chị nhé. 1, 2, 3. Wow, amazing. Các em nhìn thấy không? Wow, tuyết kem lúc nãy bị rơi thì bây giờ đã có thể đứng vững trên cây cầu này rồi. Đúng là cây cầu thần kỳ mà. Cây cầu chắc chắn. Yes. Nguyên liệu duy nhất chúng ta cần chuẩn bị đó chính là một sợi dây, a string, a string. Bây giờ sẽ là một màn thử thách có tên là sợi dây ma thuật. Yeah. Nào, đề bài bây giờ đó là chị Leo làm thế nào có thể thắt nút sợi dây này chỉ trong vòng 5 giây. Nhưng mà không được trong tư thế bình thường như thế này, mà phải trong tư thế là khoanh tay như thế này. Nào, chúng ta sẽ cùng thử thôi nhá. Tư thế này khó chịu quá em ạ. Không thoải mái thế nào cả. Và bình thường thì chúng ta sẽ phải là lấy một đầu này bắt vào đầu bên này đúng không? Chúng ta sẽ đặt một cái đường như thế này. Ok, nhưng bây giờ làm thế nào để có thể kéo hai đầu này với nhau đây? Nào, đây chị sẽ nối vào đây. Đây chị sẽ vào đây. Nào, làm sao để kéo tay hai cái ra đây? Không kéo được. Lại phải đến ra bên trong nữa không? Ui, ta thấy cả mồ hôi. Thấy cả mồ hôi mà chưa thắt được sự dây này. Gần thắt được rồi. Yes. 1 hour later. Cách vừa rồi
kia toát hết cả mồ hôi mà mãi mới thắt nút được sợi dây. Chắc phải là hơn 30 giây mất. Nhưng bây giờ chị Liêu đã có bí quyết rồi, em hãy cùng làm với chị nhé. Nào, vẫn trong tư thế khoanh tay như thế này, bây giờ chị Liêu sẽ hướng dẫn các em làm một cách cực kỳ nhanh luôn. Chúng ta hãy một tay chúng ta nắm lấy đầu sợi dây bên này, một tay kia chúng ta nắm lấy đầu sợi dây bên kia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhá. Chỉ trong một tích tắc thôi, chị Liêu sẽ thắt nút được sợi dây này đấy. Nè, chuẩn bị, một màn ảo thuật đâm thùng củ khoai. Chỉ bằng một chiếc ống hút nhựa, liệu có đâm xuyên qua được củ khoai này không? Câu trả lời là... Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời nhé. Những nguyên liệu mà chúng ta cần sẽ là: một củ khoai tây, a potato; một ống hút nhựa, a straw. Các em thấy không? Nếu như chúng ta chỉ sử dụng một chiếc ống hút bình thường như thế này để chặt củ khoai tây thì rất là khó. Vì chị yêu làm lúc nãy mà mãi chị yêu không làm được. Các em nhìn này, rất là khó luôn, bởi vì là chiếc ống hút này thì rất là mềm, nó có thể là bị gãy bất cứ lúc nào. Và củ khoai tây thì lại rất là cứng nữa. Vậy làm thế nào đây? Chị Liêu đã có bí quyết đấy. Bây giờ chị Liêu sẽ mách nhỏ các em nhé. Chúng ta sẽ làm một thứ cực kỳ nhỏ như này thôi. Các em hãy sử dụng một ngón tay và mình sẽ bịt phần trên của cái ống hút này lại như thế này. Đó, nhớ là giữ chặt nha. Và sau đó chúng ta sẽ đâm củ khoai tây này. Nào, cùng xem là cái ống hút này có đâm xuyên qua được củ khoai tây này không nhá. Bình nước thần kỳ, đâm thủng củ khoai, cây cầu chắc chắn và sợi dây ma thuật. Các em hoàn toàn có thể học theo và biểu diễn những trò ảo thuật này trước gia đình hoặc là bạn bè. Mọi người sẽ vô cùng trầm trồ và thán phục các em đấy. Các em thích trò ảo thuật nào nhất thì hãy comment xuống dưới chị Liêu biết nhé. Còn bây giờ, chị Liêu xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại trong những video bài học thú vị lần sau. Bye bye!